Đầu tiên thì em xin gửi lời chào một lần nữa đến cả các vị quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, và xin rất là cảm ơn mọi người đã hiện diện trong buổi chia sẻ hôm nay. Đây mình rất là vui được gặp lại mọi người một lần nữa sau cái buổi chia sẻ vào tháng 12 và tháng 1 vừa rồi, và lần này Summit lại rất là vui mừng nhận được nhiều kết quả rực rỡ hơn nữa. Em xin một lần nữa giới thiệu buồn mạnh một lần nữa cho những phụ huynh mà chưa biết em và những khách mời trong panel hôm nay. Em là Lê Dự Linh, là phó giám đốc của Summit và đã có 8 năm trong phụ trách chương trình tư vấn và kinh nghiệm tư vấn cho các học sinh du học ở Mỹ. Đây là cô Trần Phương Hoa, là tổng giám đốc của Summit và cũng là cố vấn chính của chương trình tư vấn, và thầy Con vừa tốt nghiệp đại học Harvard và cũng là giảng viên của các chương trình SAT và chương trình tư vấn cho Summit ạ. Thế thì chắc là mọi người theo dõi thì đều thấy rằng là năm vừa rồi chúng ta không chỉ riêng Summit mà nói chung là học sinh Việt Nam nói chung đều có rất là nhiều những cái kết quả tốt từ những trường đại học hàng đầu của Mỹ, và cái xu hướng là kết quả càng ngày càng nở hoa. Thế thì chúng ta rất là muốn biết những cái xu hướng nó về cụ thể sẽ còn có những gì nữa, phải không ạ? Thế thì rất là mong muốn được cô Hoa chia sẻ một số xu hướng mới của mùa tuyển sinh năm nay so với những năm trước. Kính chào tất cả quý vị phụ huynh và các em học sinh. Hoa rất là vui là hôm nay có dịp là có một buổi chia sẻ thêm với phụ huynh và các em, bởi vì thực sự là trong năm thì bọn Hoa nhận rất nhiều các cái câu hỏi của mọi người, và vì cái hệ thống giáo dục của Mỹ thực sự là tương đối và phức tạp, cho nên là không phải lúc nào cũng có thể giải thích cặn kẽ với mọi người được. Thì hôm nay hy vọng là cái cơ hội để phụ huynh có thể giao lưu với các thầy cô cũng như là học sinh của Summit, và cũng là chúc mừng cho các em có kết quả rất là tốt năm nay. Thì thực ra là với Hoa chẳng hạn thì Hoa có cái kinh nghiệm khá là gắn bó với cả du học Mỹ. Cụ thể là cô Hoa và cô Dự Linh thì đã đi du học đại học ở Mỹ với học bổng toàn phần ngay từ năm 2001 và năm 2002, tức là một trong những cái thế hệ đầu tiên của học sinh Việt Nam đi du học ở Mỹ. Sau đó thì Hoa cũng có khoảng 10 năm kinh nghiệm là tư vấn chuyên nghiệp và 8 năm trong đó là với Summit ạ. Thế cho nên là thực sự là cái số lượng người mà Hoa đã gặp gỡ tư vấn lên đến hàng ngàn người, và cả bậc trung học hay là đại học hay là cao học thì Hoa cũng từng tư vấn qua. Thì nếu mà để tóm tắt lại cho các phụ huynh ở đây, có nhiều người thì biết nhiều, có người thì chưa tìm hiểu lắm về du học Mỹ hoặc là xu hướng, thì Hoa có thể chia sẻ rằng là thực ra thì Mỹ hiện nay vẫn là một trong những cái quốc gia mà được khá là ưa chuộng và điểm đến gần như là số 1 của các học sinh ở trên thế giới. Và ví dụ như Việt Nam ta chẳng hạn thì hồi vài năm trước thì ta là trong top 10, sau rồi lên top 8, top 7, và năm vừa rồi đặc biệt đã lên là top 6 quốc gia mà gửi nhiều du học sinh đến Mỹ nhất. Tức là hiện nay có khoảng 20.000 học sinh Việt Nam đang học Mỹ. Thế thì quý vị phụ huynh sẽ tự nhận thấy rằng là thế thì có nghĩa rằng là có lẽ là cái sức hút của Mỹ nó không hề giảm đi và vẫn tiếp tục tăng. Hoặc là ví dụ có một số người hỏi Hoa là thế thì có tổng thống mới hoặc là có những chính sách mới hiệu ảnh hưởng không, thì có vẻ như rằng là các trường đại học hoặc là cái khối khu vực giáo dục chưa bị ảnh hưởng nhiều, và mọi người vẫn có cái mong muốn là đến trải nghiệm cái nền giáo dục rất là tốt và rất là mang tính thực tế cao của Mỹ. Thế thì về nộp hồ sơ chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là Mỹ vẫn tiếp tục chào đón du học sinh Việt Nam. Cụ thể rằng là năm vừa rồi kết quả nộp hồ sơ của các bạn vẫn rất là tốt và càng có nhiều trường hơn đến, thậm chí là năm ngoái là có gần 10 trường đại học nằm trong top 50 của Mỹ đã đến Summit, và thực ra chính là cái hội trường này luôn, là để giới thiệu về các chương trình của họ với học sinh. Và khi Hoa và cô Linh hỏi chuyện họ thì họ luôn luôn bày tỏ cái mong muốn là có thêm học sinh từ Việt Nam. Tại vì học sinh Việt Nam của chúng ta rất là may mắn là họ vẫn đánh giá tương đối tốt, và họ nghĩ là tôi bây giờ tôi có nhiều Trung Quốc quá rồi, các bạn Trung Quốc rất giỏi, nhưng mà tôi cũng muốn có thêm các bạn từ Việt Nam và các quốc gia khác, và tôi thấy là rất là thú vị nếu có cả miền Bắc và miền Nam đó. Thế thì các trường vẫn tiếp tục chào đón chúng ta, và cái số lượng đi du học thì Hoa càng ngày càng nhận thấy là tăng lên. Tăng lên là bởi vì sao ạ? Thứ nhất là bởi vì là bây giờ thì cái thông tin của phụ huynh học sinh và các bạn là có nhiều hơn về tài chính, các gia đình cũng bắt đầu có điều kiện hơn, và nhờ có những cái nỗ lực của những trung tâm như Summit thì mọi người đã tìm hiểu rất là sớm và bắt đầu cái công cuộc chuẩn bị du học để con nó kỹ càng hơn. Cho nên là đông phụ huynh nộp hồ sơ hơn thì nó có hai cái vấn đề là nếu mà đông hơn
thì cái tính cạnh tranh cũng tăng lên đấy. Thực sự là ví dụ ta có thể nhìn thấy là mặt bằng chung các cái điểm chuẩn hóa vào các trường đại học hoặc là thành tích của các cháu, thực ra là mỗi năm thì nó lại càng phải tiến bộ lên. Ví dụ như là năm ngoái thì Summit đã có những cái bạn học sinh mà chạm vào những cái mức điểm rất là cao. Và cũng là hơi gây khó cho các em năm sau. Ví dụ như là ở đây thì có chị Bảo Châu, là tí nữa sẽ chia sẻ với mọi người, thì là cho các em là Bảo Châu thì được cũng học SAT Summit và được 2390 điểm. Có một chị nữa là chị Kiều Phương cũng rất là xuất sắc, là được 2000 cũng Summit và được 2400/2400. Hay là có bạn Tuấn Minh chẳng hạn, thì là thi SAT mới và được 1560/1600. Đó. Thế thì với những cái thành tích như vậy thì chúng ta nếu mà những học sinh năm sau thì mình phải xác định là nếu mình vào trường top cao thì mình phải phấn đấu hơn rất nhiều. Tuy nhiên là nếu mà phụ huynh ở dưới cũng có cái lo ngại rằng là thì nhỡ mà con mình không xuất sắc đến thế thì liệu có đi Mỹ được không? Câu trả lời như cô Hoa đã chứng minh bằng số liệu đấy, hoàn toàn có thể đi du học ở Mỹ được. Tại vì không thể nào có 20.000 người đi du học ở Mỹ mà ai điểm SAT tuyệt đối được, đúng không ạ? Người ta đã thống kê ra là SAT tuyệt đối thì hình như là cái tỷ lệ mà trên một người được cái điểm như thế nó chỉ 0.10%. Thì nếu mà con ta không ở như thế thì cũng sao. Thực ra ở Summit thì ngoài các cái trường chuyên và mọi người thấy cái tần suất xuất hiện nó khá là phổ biến, thì Summit có giúp cho các bạn học trường không phải là chuyên. Các trường năm nào của em cũng có những học sinh học trường Nguyễn Tất Thành, trường Kim Liên, rồi trường Nguyễn Siêu, trường Olympia, rồi tất cả các loại trường. Và thậm chí là có những cháu mà học ở Hải Dương, học ở Thái Nguyên, học ở Lạng Sơn Thanh Hóa, học ở Huế hoặc ở Vũng Tàu đều đi du học được. Cho nên mọi người không phải quá lo lắng. Nhưng mà khi mà mình nhìn vào cái xu hướng chung như vậy thì mình sẽ biết được rằng là cái việc chọn trường thực ra lại khá là quan trọng ạ. Tức là mình nhắm được cái trường nào mà nó vừa tầm với mình, phải chọn ở Mỹ nó có 4.000 trường, mình chọn như thế nào để cho cái ngành học hoặc là cái học phí rồi rất nhiều tiêu chí nó vừa vặn với mình. Và vì ở Mỹ có 4.000 trường thì mọi người thấy là nếu mà top 10 trong cái nhóm đó là top 400, nếu mà top 200 thì mới là top 5%, top 100 là top 2.5%. Nếu mà con cái quý vị mà đi được cái trường trong top 2.5% trong toàn một cái hệ thống đấy thì là quý lắm rồi. Và nói chung là cô Hoa rất là vui mừng thông báo là các học sinh của Summit thì về cơ bản đều là nằm trong nhóm top 100%, và cái mùa vừa rồi thì có đến khoảng 70% học sinh của Hoa là vào nhóm top 50 của Mỹ. Đấy thì thực sự là với cái sự chuẩn bị mà nó tốt một chút và bài bản, ví dụ như là lý tưởng nhất là chuẩn bị từ năm lớp 9, lớp 10 đi. Tại vì ở Mỹ thì người ta sẽ nhìn vào cái việc đi du học của con quý vị một quá trình, tức là người ta phải thi một lần như Việt Nam mình lấy điểm xong hết luôn. Người ta sẽ nhìn là lớp 9 này, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 như thế nào. Và ngoài ra cũng nhìn vào các hoạt động ngoại khóa, thì ở đây chúng ta sẽ có các cái phần chia sẻ và tất cả những cái thành phần hồ sơ thì sắp tới là sẽ có đều các bạn chia sẻ nên phụ huynh có thể yên tâm về vấn đề này. Nhưng mà về cái xu hướng thì Hoa muốn khẳng định rằng là cái cơ hội là dành cho tất cả các bạn là hoàn toàn có. Ở nước Mỹ vẫn là một cái điểm đến rất là tốt, hoặc là nếu mà các quý vị có nhu cầu thêm, bên Hoa cũng có tư vấn thêm về du học Canada nữa. Và học sinh của cả Hoa năm nay thì cũng nộp vào được cả các cái trường top 1 đến top 3 ở Canada, như đại học là Toronto hay là đại học McGill hay là đại học UBC vân vân. Đó. Thế thì mình chia sẻ tạm như vậy để các phụ huynh và các em ở dưới cũng yên tâm là chúng ta, nếu chúng ta kiên trì và chúng ta có một cái lộ trình chuẩn bị tốt thì chúng ta hoàn toàn là có thể có cơ hội đi du học, và các trường rất chào đón các học sinh và các phụ huynh đến từ Việt Nam. Vâng, cảm ơn cô Hoa vì phần chia sẻ về xu hướng chung thế ạ. Nói chung là chúng ta có thể thấy rằng là số lượng học sinh Việt Nam đi học ở Mỹ ngày càng tăng, đã lên đến top 6 học các nước gửi học sinh đi học ở Mỹ rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà những cái thông tin thường bao giờ cũng chiếm headline của báo là các bạn vào Ivy School hoặc là những cái trường top 15. Chúng ta vẫn rất là dành rất nhiều dịch vụ và quan tâm đến các bạn như vậy. Thì hôm nay chắc là mình cũng xin phép được hỏi thầy con. Thầy con đã tốt nghiệp đại học Harvard và có một thời gian đào tạo các bạn tham gia cấp này và các trường top Ivy. Thì có thể thấy là hiện nay ở Việt Nam thì cái số lượng các học sinh được vào các trường Ivy và top 15 là tăng lên, nhưng mà thực ra là con số này vẫn khá là ít nếu mà so với cái mức độ tăng của tổng số học sinh nói chung đi học ở Mỹ, đúng không ạ? Chúng ta thì một năm có 20.000 học sinh đi học ở Mỹ, nhưng mà một năm chỉ có 5 đến 6 em vào được những trường Ivy thôi, thì thực ra con số này vẫn rất là ít.
Và thực sự là tần suất xuất hiện của các em được IV càng ngày càng tăng, nhưng thực ra là nếu mà so với cái tỷ lệ học sinh đi học ở Mỹ là không hề cao. Thế thì chúng ta rất là tò mò là tại sao các cái chỉ tiêu nhận của các trường lại ít như vậy, và các trường IV và top 15 tìm kiếm điều gì ở thí sinh. Thì xin phép được hỏi thầy con. Hey, Com, so we all know that the number of Vietnamese students in general attending schools in America are rising. Vietnam is in number 6 among countries who send students to America, but actually the number of IV students hasn't risen that much. So the question here is why do IV schools and schools in the top 15 limit the number of students they accept from different countries, and what are the qualities that they're looking for in students? I think, understandably, they're going to have quotas based on the fact that they are American universities, and there are certain expectations about how American this university should be, how many American students they will accept, and from that perspective, I think most countries around the world face this problem, and there's going to be limitations. Theo thầy con thì phần lớn những cái trường đại học ở trên toàn thế giới thì đều có một số cái chỉ tiêu về việc là họ có thể nhận bao nhiêu sinh viên ở trong nước và bao nhiêu sinh viên ở nước ngoài. Cái đấy là vấn đề chung của tất cả các trường đại học ở Mỹ. Và thông thường thì phần lớn các trường đại học thì chỉ nhận từ 10 đến 12% là sinh viên quốc tế thôi ạ. Yes, but given that there is still enormous potential for people all around the world to attend this in a variety of different colleges, and I think one of the key things to bear in mind is that it's not just the presentation of academic ability, it is also about how you present yourself, how you market yourself in your application. Và nhưng mà cái lượng người mà mong muốn học ở trường IV rất là cao, vì vậy các trường thì rõ ràng là không chỉ nhìn vào điểm số mà sẽ rất là quan tâm đến việc là bạn thể hiện bản thân mình như thế nào ở trong hồ sơ, hay là cách khác là hồ sơ của bạn có cá tính gì không. Yes, and in the sense of what you may have tremendous ability in a specific subject, but how have you used that ability to help your community? How has that ability helped you reach just beyond school to make an impact on the wider world? They're looking for an indication that the students that they accept will continue to have a global impact, or at least a wider impact outside of school. And they're looking for evidence in your application that you're one such candidate. Như chúng ta đã biết thì có rất nhiều các bạn học sinh có những cái khả năng hoặc là những cái tài năng đặc biệt. Tuy nhiên thì những cái trường IV rất coi trọng việc các bạn đã sử dụng những cái tài năng, những khả năng đấy như thế nào để đóng góp cho cộng đồng xung quanh bạn hoặc là cho thế giới. Tức là họ không chỉ nhìn vào những cái thành tích nói chung hoặc là giải thưởng, mà bạn đã tận dụng những cái tài năng của mình như thế nào để đóng góp cho cộng đồng. Tại vì họ muốn chắc chắn rằng là sau này khi mà bạn học ở trường hoặc là khi mà bạn tốt nghiệp thì bạn sẽ vẫn là những người có thể gây ảnh hưởng tới cộng đồng xung quanh mình hoặc là tới thế giới. In this way, and there are a number of different examples from my own experience, both of kids who came from very harsh political scenarios, kids who had been through problems such as homelessness and whatnot, who had dragged themselves out, and it demonstrated the character, the resolve, and the ability to be able to get out of those circumstances. But also those who had used perhaps a tremendous musical ability or a tremendous mathematical ability to teach other people, to go out into their communities and help raise the overall level of talent in their country, in their city, in their town. And those indications of the type of character you have are going to be so important. They're going to leap off the page to admissions officers, and are going to make a big difference when it comes time in the acceptance decisions. Những kinh nghiệm cá nhân của thầy khi mà học ở Harvard thì thầy đã từng gặp những con người rất là đặc biệt, ví dụ như là những người mà đã trải qua những cái hoàn cảnh chính trị rất là khó khăn và thậm chí là có thể bị trở thành vô gia cư, rồi những cái người đấy
họ đã thể hiện rằng mình đã vượt qua những cái khó khăn đấy như thế nào để trưởng thành, để phát triển. Hoặc là có những người đã sử dụng những cái tài năng đặc biệt của mình về toán hoặc là về âm nhạc để đóng góp lại cho cộng đồng, để mở những cái lớp giảng dạy để nâng cao cái trình độ nói chung của toàn bộ cộng đồng lên. Thì những cái sự khác biệt như vậy thực sự là sẽ tạo nên ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với hệ thống tuyển sinh. Vì họ nói chung là đó là những con người rất là phi thường, phải không ạ? Và thứ hai nữa là họ rõ ràng là có những cái đóng góp mà rõ rệt hơn là chỉ để cho tài năng của mình ngủ yên. Vâng ạ, rất cảm ơn thầy con. Đấy là những chia sẻ rất là tốt, phải không ạ? Thế thì chúng ta đã thấy được một điều rằng là học sinh có thể rất là giỏi, tuy nhiên với những cái top 15 hoặc là IV thì họ quan tâm đến những con người mà có thể gây ảnh hưởng. Và cái thể hiện rằng chúng ta có thể gây ảnh hưởng trong hồ sơ của mình hay không là chính là cái sự khác biệt đó. Câu hỏi cuối cùng trong cái panel này xin phép được hỏi cô Hoa và thầy Phong là với những bạn học sinh ước mơ vào trường top thì các bạn cần chuẩn bị những gì để có một hồ sơ đủ ấn tượng và vào mắt xanh các nhà tuyển sinh khi mức độ cạnh tranh ngày càng cao? I will translate this question to Tom. So what advice do you have to all students who dream of getting into top schools and the top 15 at Ivy School? What should they do now or even earlier to prepare themselves to improve the chances of getting in? Cô Hoa cũng muốn lại chia sẻ thêm để các phụ huynh và các em ở dưới có thể hình dung rõ hơn với các trường đại học top của Mỹ thì ngoài những cái yếu tố khác biệt rồi cái yếu tố là lãnh đạo hay khả năng đóng góp cho cộng đồng chẳng hạn, sử dụng cái năng lực hay là cái tài năng của mình và những việc hữu ích như thầy không nói thì mình cũng có thể hiểu một cách khá là logic và đơn giản như thế này. Tức là nếu mà chúng ta đang nộp vào những đại học số 1 hoặc là top 10 thế giới, 15 thế giới chẳng hạn, 15 của Mỹ, thì người ta cũng sẽ mong muốn rằng là các bạn cũng phải thể hiện rằng là bạn phải là học sinh xuất sắc của cái quốc gia bạn ấy. Bởi vì cái đấy nó khá là dễ hiểu, tức là mục tiêu của họ là bây giờ tôi chỉ được phép là chọn 10% trong số học sinh của trường tôi là học sinh quốc tế thôi, và quốc tế thì họ lại có tính đa dạng, tức là có một số em từ châu Phi, có một số em từ châu Mỹ, có một số em từ châu Âu, có một số em từ châu Á, trong các nước châu Á lại cũng muốn đa dạng nữa. Đấy thì chính vì thế thì từng cái quốc gia họ lại muốn nhắc ra là nếu mà tôi chỉ có cơ hội là chọn Harvard năm nay chẳng hạn, ví dụ tôi chỉ chọn một em từ Việt Nam thì tôi muốn là em ít nhất là một trong những em xuất sắc từ số 10 của Việt Nam, top 10 của Việt Nam chẳng hạn, hoặc em phải đặc biệt điểm nào đó. Thế thì để chứng minh rằng là mình là một học sinh xuất sắc của một quốc gia nào đấy thì mới được lọt vào cái trường top của Mỹ, đúng không ạ? Thì để chứng minh thì có nhiều cách ạ. Ví dụ như là họ sẽ nhìn vào cái điểm số. Điểm số thì điểm trung bình môn thì người ta sẽ rất dễ hiểu rằng là ở Việt Nam mà đại loại nếu bạn ở trên 9,7 và 9,3, 9,4, 9,5 như thế là rất cao và dễ hiểu cái vấn đề đấy. Cái thứ hai nữa là họ sẽ hiểu rằng là cái trường của bạn nó có cạnh tranh không? Bởi đấy là tại sao mà đôi khi một số trường chuyên ấy, mọi người có thấy là họ có lợi thế ấy, tại vì là những trường tuyển sinh từ những hàng chục năm nay rồi đã có những cái thế hệ như cô Hoa, cô Linh, rồi rất nhiều các cô đi học các năm trước, người ta biết là đại học Việt Nam này hình như là cái tiêu chuẩn đầu vào mà có vẻ cao, hoặc trường chuyên ngữ hoặc chuyên tổng hợp, nói chung là hoặc là các trường điểm của Hà Nội ấy, nhìn chung họ cũng sẽ nhận dạng được, tại vì là họ có những nhà tuyển sinh chỉ chuyên tuyển sinh học sinh quốc tế và chuyên Việt Nam đâu, nên là họ nhìn vào đấy họ sẽ biết là có thể là cái điểm châu ở trường chuyên ngữ hoặc là điểm ở trường ICE nó có thể là thấp hơn một tí so với trường Am, nhưng mà bạn ấy vẫn là số 1 hoặc là số 2, số 5 ở cái trường chuyên ngữ đấy thì tôi vẫn ok đấy chẳng hạn. Thế thì đấy là cái điểm số. Cái thứ hai nữa là về các giải thưởng ạ. Thực ra là có những trường hợp rằng là được nhận vào top 15 hay là top 10, top 1 của Mỹ mà không có giải thưởng quốc gia và quốc tế. Nhưng cái đấy là hiếm á, cái đấy là hơi mang tính thiểu số. Đa phần như cô Hoa và cô Linh đã làm nhiều năm thấy rằng là cái việc mà có giải quốc gia hoặc quốc tế hoặc là ít nhất là có giải cấp thành phố nó sẽ có lợi hồ sơ. Tại sao ạ? Tại vì là cái điểm số của chúng ta thì người ta không thể biết được là cô nào cho điểm dễ, cô nào cho điểm khó, trường này thì ngay trường kia thì kia. Nhưng nếu mà bạn đã được giải thành phố và quốc gia thì ít nhất là người ta biết là ở cái thành phố Hà Nội này em ấy là một trong những em top về vật lý hay top về toán hay là top về văn hay là top về tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là ở tầm quốc gia rồi thì tôi chọn nó thì tôi cũng yên tâm, kiểu gì đi nữa thì nó cũng được. Tức là có cái sự phân biệt và người ta có thể đo đếm và người ta có thể chọn một em nào đấy mà không sợ rằng có chọn nhầm đấy. Hoặc là có những yếu tố như là SAT hoặc là ACT hoặc là các cái điểm chuẩn hóa cao
cái đấy thì nó lại có một tác dụng rằng là bởi vì nó là chuẩn hóa và là tất cả mọi người trên thế giới cùng thi ấy, thì nó sẽ có một cái độ công bằng nhất định ạ. Và nếu mà bạn mà thi được trong top 1%, 2%, 3% thế giới thì thôi, tôi cũng cho rằng là bạn chắc là cũng đủ điều kiện ngoài trừ chúng tôi chẳng hạn đó. Và ngoài ra thì người ta lại nhìn vào những cái yếu tố như hoạt động ngoại khóa, rồi khả năng phỏng vấn, rồi rất nhiều bài luận và nhiều thứ nữa, bởi người ta cũng thấy rằng là thôi bây giờ nếu mà ở Việt Nam ta lại, nhất là ngay cả ngay chỉ submit của Cố Hòa thôi mà có nhiều học sinh 2003 hay là nhiều học sinh trên 1.000 năm thế này, nhiều bạn được giải cao thế này, thì tôi cũng không biết chọn cháu nào. Thế thì người ta lại phải tìm thêm những cái tiêu chí khác ạ, để phân biệt giữa cháu đấy là ai, cái cháu đấy là chỉ biết học hay là cũng có bản năng lãnh đạo, hay là cháu đấy chỉ biết học hay là cũng có cái tài năng nào khác, hoặc là cháu có kiêu căng tự phụ, hay là cháu là một người rất là hòa đồng, hay là cháu là được một mọi người rất là yêu quý, vân vân. Thì họ sẽ nhìn tiếp về những tiêu chí như vậy. Thì với nhiệm vụ là những cái người cụ làm cố vấn thì cô Hoa và cô Diệu Linh thông thường sẽ phải giả soát toàn bộ cái hồ sơ của con của mình, thế sau đó xem rằng là điểm mạnh điểm yếu là gì, nếu mà giả sử điểm SAT không tuyệt đối thì có cái gì khác có thể khiến người ta chú ý không, hoặc là nếu mà em điểm SAT rất cao nhưng mà em không có một cái giải nào, hoặc là điểm phẩy của em lại không cao lắm, hoặc là em lại bị một số khiếm khuyết khác trong hồ sơ, có thể lại phải nghiên cứu và xem là cái gì phù hợp với mình đó. Thế thì với lời khuyên của cô Hoa dành cho các bạn rằng là vì cái bộ hồ sơ của Mỹ nó có tính toàn diện cao như thế, mình không thể chắc chắn chỉ làm một thứ được. Ví dụ như là đầu tiên là mọi người sẽ cố quyết tâm vùi lên và đi học SAT và TOEFL và dành 2-3 năm trời, thậm chí là có phụ huynh sốt ruột và rất lo lắng hai con phải học SAT luôn từ năm lớp 8. Nhưng nếu chúng mình chỉ làm mỗi một việc đấy thôi và nghĩ là phải thi xong hết SAT và ACT rồi mới bắt đầu đi làm hoạt động ngoại khóa thì như thế đã có muộn ạ. Tại người Mỹ người ta đánh giá là ông phải có quá trình. Tuy nhiên bây giờ mùa hè trước khi bạn đi nộp hồ sơ mà bạn mới đi làm hoạt động, tôi cho rằng là bạn làm như thế là chỉ mang tính chất chống chế, và bạn đi làm một vài hoạt động mỗi cái là một ngày, như vậy là tôi thấy rằng là bạn không có cái sự đóng góp lâu dài mà không yêu thích thực sự chẳng hạn đấy. Thế thì việc chuẩn bị sớm và chuẩn bị nhiều khía cạnh của hồ sơ rất là quan trọng ạ. Hoặc là ví dụ như là em cũng rất là mong muốn là các phụ huynh hiểu một vấn đề rằng là vì rất nhiều con cùng có thể đủ tiêu chí để nhận vào trường top 10, top 15, 20, 50, 100 của Mỹ, nhưng cái số chỗ, cái chỉ tiêu nó có hạn ấy, thì cái việc mà mình chọn trường là phải rất là khôn ngoan và phải chọn tương đối nhiều trường, rồi mình phải chọn là vòng sớm vòng muộn, rồi rất nhiều cái phương án để phòng bị. Ví dụ như là chúng ta cũng có thể hình dung một cách đơn giản là phụ huynh thì có thể là ai cũng biết là thì bây giờ con tôi rất giỏi nhưng mà tôi chỉ thi mỗi y và dược, tôi lại không thi cái gì khác chẳng hạn, thì cũng biết đâu đấy là có một cái xác suất là có quá nhiều bạn là điểm ngang nhau ấy, con mình có thể thiếu một chút xíu là lại không đi được, trong khi đó nếu mà con mình lựa chọn một cái trường nó mạnh gần bằng có thể con mình lại ổn chẳng hạn. Đấy thì em nghĩ là cái này là con vẫn xem theo kiểu là mình cũng phải tư duy một cách logic để tìm ra cái con đường đúng, thì là chuẩn bị sớm này, chuẩn bị các thành phần khác nhau của hồ sơ, không chỉ đi lệch quá về một cái gì đấy, và chuẩn bị một cách có chiến lược và chọn trường cho nó chuẩn xác, và thậm chí kể cả những yếu tố như yếu tố tài chính nhá. Tức là nhiều người thì hay đọc trên báo thì hoặc là tìm gặp anh chị ở submit thì rất là sung sướng, là thấy là ôi anh chị nào rất nhiều học bổng, có vẻ là anh chị nào rất nhiều học bổng, thì mình cũng mong muốn là mình đóng ít nhất có thể, hoặc là mình cứ khai là thôi mình đóng thật là ít tiền, mình đóng 5.000, 10.000 thôi, còn đâu Mỹ nó phải nuôi đại loại thế. Thế nhưng mà đôi khi nếu mà mình quan điểm mà bị sai lệch hoặc là mình không lượng sức được đúng con mình ấy, thì có thể dẫn đến những trường hợp là đôi khi là con đóng 15-20.000 có thể được nhận, nhưng con đóng 5.000 chẳng hạn thì đã có những hồ sơ rất sắc người ta cho trượt hết. Đấy, thế thì cái này thì có thể là cô Hoa và các cô và các bạn đấy sẽ chia sẻ thêm một phần sau, nhưng mà em hy vọng là với các phụ huynh thì và các em ở đây thì mình cũng nắm được những cái điểm rất là cốt yếu này để mình nộp hồ sơ nó được thuận lợi. Vâng, cảm ơn cô Hoa rất là đầy đủ. Xin mời thầy con share. Of course. So of course the I'm guessing you talked somewhere about this. Yes. So those aspects are extremely important. And so I think the things I would add in addition to that is that this is the time now to start thinking about, well, I guess I would add three things really. This is the time, first of all, this is the time to start thinking about branding yourself. How is your application going to look when it's being read by an admissions officer? What type of person in terms of your character? In terms of your achievements, how are they going to be read? What is your story going to come across as to an admissions officer? That's the first thing.
Điều đầu thầy Com nói chia sẻ rằng là những cái phần như cô Hoa nói về chuẩn bị sớm là rất quan trọng. Nhưng bên cạnh đó thì các bạn nếu mà muốn vào những cái trường top thì cũng nên bắt đầu suy nghĩ là chúng ta sẽ xây dựng cái thương hiệu cá nhân như thế nào, chúng ta định kể câu chuyện gì. Chúng ta đã nên bắt đầu suy nghĩ là khi mà chúng ta định kể câu chuyện của mình cho hội đồng tuyển sinh thì câu chuyện đấy mọi người sẽ nhìn nhận như thế nào. Yes, and of course, I've seen tremendous evidence and there's so much support at Summit to help you do just that. The other two things refer more to, I think one of the things at especially at these top Ivy schools, people think there's a perception that everyone there is a concert pianist or they've won the Nobel Prize for research when they were 15. And that is just not the case. Most of the students at these places are just very committed, intelligent all-rounders. They're interested in a variety of different things. And so this is definitely a good opportunity at this age to try and pursue some perhaps extracurricular, some activity that will take you a little bit out of your comfort zone. In the worst case scenario, in many ways, they will give you an interesting experience to talk about, perhaps in an application essay or another interesting society to mention on your CV. But in the best case scenario, they might open up an entirely new part of your personality and give your application that personality or that unique element that it needs to really bring you over the top. Muốn rất là nói rõ thêm một cái ý là như này, cô thấy là ý của thầy Com ở đây có thể là khi mà mọi người nghĩ về hoạt động ngoại khóa hoặc là hồ sơ vào trường top ấy, thì mọi người hay nghĩ nó có một cái khuôn mẫu nhất định nhá, và mọi người bắt nguồn là vì thấy anh kia là học rất giỏi toán hoặc chơi piano thì có thể mình cũng phải chơi piano, hoặc là anh này chị kia có cái hồ sơ như thế này, anh ấy viết bài vận như thế này thì mình cũng cố gắng bắt chước ạ. Nhưng thực ra về bản chất thì là mỗi cái cá thể mà vào những trường top thông thường họ là có một số điểm chung là họ đều rất là thông minh, họ cũng khá là toàn diện, họ có hứng thú với nhiều các cái môn học khác nhau. Tuy nhiên họ phải là những cá thể riêng biệt, và để là những cá thể riêng biệt như thế thì đôi khi là mình phải làm một cái gì đó nó hơi mang tính là thử nghiệm, hoặc là mình phải liều lĩnh một chút và mình phải có cái con đường riêng của mình. Mình có cá tính hơn, không phải là mọi người làm gì mình cứ dập khuôn như thế thì giống con khỉ, chắc là không thành công lắm. Thế cho nên là cô Hoa là cái ý này để mọi người thấy rằng là trong khi mình học tập và mình lấy cảm hứng từ anh chị, mình cũng phải hiểu rằng là mình không thể chỉ là làm theo chỉ dẫn của mọi người thế là lại thành công được, mà mình phải có cái những cái lựa chọn mà nó đặc hợp với bản thân mình, hoặc là những khi mình phải trải nghiệm, hoặc là mình phải cố gắng là vượt ra khỏi cái khuôn khổ thông thường truyền thống quá mà không ổn. Yes, and one of the things I was going to bring up about the students, there is a very high percentage of the students, I mean relatively high percentage of the students who have done military service. Who I lived with a student who served in the Israeli army. I met a number of students who have been in the Korean army, in Thai students as well. And I don't think this is necessary that you have to join the army to get into a college. But what it reflects is that these students demonstrated that they had a certain commitment to larger goals. They were willing to risk their own safety, their own comfort, their own lives, in many cases uncertain, in order to achieve those goals. Thế thì xin tóm tắt lại ba cái điều mà thầy Com vừa nhắc tới. Thứ nhất là các bạn có thể bắt đầu hoạt động ngoại khóa sớm và tìm hiểu và liều lĩnh một chút để khám phá bản thân. Thứ hai là thử tìm hiểu xem mình có cái đam mê nào không. Và thứ ba là bắt đầu suy nghĩ về việc xây dựng thương hiệu của bản thân hoặc là branding bản thân như thế nào. Vâng ạ, rất là cảm ơn thầy Com và cô Hoa đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích trong cái panel này. Xin phép được dừng panel của bạn ở đây. Xin phép mọi người cho thầy Com và cô Hoa một tràng pháo tay trước khi chúng ta chuyển sang.